Mời quý vị và bà con theo dõi chuyên đề nông nghiệp nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Mở đầu chuyên đề tuần này là phóng sự xây dựng thương hiệu nước mắm truyền thống Phú Diên hướng đến sản phẩm OCOP. Kết thúc chuyên đề là phóng sự phát triển mô hình hợp tác xã số trà trong mã Quảng Thọ. Thưa quý vị và bà con, thực hiện chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên cơ sở thực tế, hiện huyện Phú Vang đang chỉ đạo chính quyền các địa phương tích cực phối hợp phòng kinh tế hạ tầng huyện và ban ngành các cấp liên quan thực hiện các hồ sơ thủ tục liên quan để xây dựng những sản phẩm OCOP của huyện. Xây dựng thương hiệu nước mắm truyền thống Phú Diên hướng đến sản phẩm OCOP là một trong số đó. Cùng với các vùng biên ven biển của tỉnh, huyện Phú Vang được xem là vùng đất có tiềm năng để địa phương chủ trọng phát triển các loại hình sản phẩm trên lĩnh vực ngư nghiệp. Không chỉ vậy, những địa phương trên địa bàn huyện còn sẵn có lợi thế về nghề đánh bắt thủy sản trên biển. Hàng năm, những địa phương ven biển đã khai thác được sản lượng thủy sản hàng nghìn tấn. Đây cũng là nguồn cung dồi dào ra thị trường các sản phẩm đặc sản biển cho giá trị kinh tế cao. Trong đó phải kể đến sản phẩm nước mắm truyền thống, một loại đặc sản mà không phải nơi nào cũng sản xuất ra được. Đây cũng là cách làm mà nhiều địa phương trên địa bàn huyện Phú Vang đang giữ thương hiệu nghề làm nước mắm truyền thống trong thời gian qua. Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, nghề làm nước mắm truyền thống hiện vẫn đang được duy trì, đóng góp một phần không nhỏ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Đơn cử ở xã Phú Diên, với cách chế biến đặc trưng tạo ra những hương vị khác biệt với các loại nước mắm khác đã tạo nên tên tuổi nước mắm Phú Diên. Là xã ven biển với lợi thế nguồn nguyên liệu hải sản dồi dào, năm 2018, hợp tác xã chế biến Phú Diên được thành lập, chế biến các mặt hàng hải sản, nông sản, trong đó nước mắm là một trong những sản phẩm chủ đạo. Có khoảng thời gian được mắm Phú Diên làm đến đâu tiêu thụ hết đến đó, hàng được xuất đi nhiều tỉnh thành trong cả nước. Để khẳng định và gìn giữ uy tín về chất lượng, hợp tác xã luôn lựa chọn nguyên liệu tươi sạch. Nếu các hộ cá nhân trên địa bàn muốn nhập sản phẩm cho hợp tác xã, họ bắt buộc phải thực hiện khâu đại sạch nguyên liệu và cả công thức kỹ thuật của hợp tác xã đưa ra, tuyệt đối không vì lợi ích trước mắt mà ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng sức khỏe của người tiêu dùng và mất lòng tin của khách hàng. Khi xưa mình làm thô sơ, làm bằng tay, nhả. Giờ chưa mình qua hợp tác xã là toàn bộ chuyển đổi qua công nghệ là máy móc. Là có một cái địa thế là rất là nhanh và gọn mà sạch sẽ. Đó, thành thử. Từ khi mình làm nhỏ lẻ ra một tạ, mà chứ mình làm qua hợp tác xã, qua máy móc thì làm thành một tấn. Cho nên từ mà hồ nhỏ qua hợp tác xã là cái lợi nhuận khi mà mình ra sản phẩm nhiều về cái làm á, hàng nhánh á, thì mình có thể là mình đưa ra cái sản phẩm là nhiều hơn, mình bán nhiều hơn, mình lời nhiều hơn, thành thử hàng khác hẳn luôn. Hàng từ đó, từ nhỏ lẻ lên hợp tác xã là toàn bộ khác về cái cách thức mà công trình về vệ sinh hàng khác nữa. Ngày xưa mình làm tay làm chân làm có, giờ chưa mình làm bằng máy là đã sạch sẽ hoàn toàn rồi đó, thành thử vì khác hẳn. Cho nên là anh em chị em chúng tôi là muốn cái hợp tác xã càng ngày càng lên. Hợp tác xã Phú Diên chưa có nhãn mát bao bì đó, nên đây hiện nay hợp tác xã Phú Diên đang chuẩn bị lên nhãn mát bao bì và đưa ra thị trường, nên trong và ngoài tỉnh cũng giống như có thể là đi xa hơn là ra được các nước ngoài đó. Nên hợp tác xã Phú Diên sẽ phấn đấu qua năm 2022 qua đến 2023 là sẽ là tiếp tục là vậy, là các ban ngành đoàn thể cùng chính quyền địa phương để tạo cho hợp tác xã Phú Diên á là có một cái nguồn nước mắm và giúp cho hợp tác xã Phú Diên càng ngày càng tiến lên, tiến bước và để phấn đấu lên OCOP của năm 2023. Vậy xin yêu cầu các ban ngành và các cấp chính quyền tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho hợp tác xã Phú Diên để hợp tác xã Phú Diên ngày càng phát triển đi lên. Những cái máy móc thiết bị của hợp tác xã cũng tạm bộ đầy đủ rồi, cũng được 70-80% rồi, nhưng mà vì chị hợp tác xã chỉ cần nhất một cái máy là trọc cát, nhưng mà hợp tác xã cũng đi tìm các nơi để là xin để một làm một cái máy lọc cát cho ruột, nhưng mà chưa có. Thành thử như hợp tác xã nhất là yêu cầu làm sao để cho đạt được một cái máy lọc cát á, cái đó là yêu cầu nhất, để sau này đạt lên tiêu chuẩn OCOP 3 sao 4 sao
thì chắc chắn là phải có cái máy đó, cái này mới đạt chuẩn cao hơn. Tuy nhiên, theo tìm hiểu thì khó khăn hiện nay đối với làng nghề nước mắm truyền thống Phú Diên nằm ở chỗ đầu ra sản phẩm không ổn định, chưa xây dựng được thương hiệu nên rất khó tiếp cận thị trường, chủ yếu bán nhỏ lẻ cho người tiêu dùng và làm quà là chủ yếu. Bên cạnh đó, sản phẩm nước mắm Phú Diên không chỉ yếu về khâu quảng bá mà nước mắm được chế biến theo phương pháp thủ công còn hạn chế. Hơn nữa, việc đóng gói sản phẩm chưa hợp lý và hầu hết các hộ làng nghề nước mắm Phú Diên đều đang ở quy mô hộ nên việc thu gom khối lượng lớn để đáp ứng những đơn hàng lớn hay thâm nhập vào các siêu thị, đại lý cũng đang gặp khó khăn. Theo đó, được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí, Ủy ban nhân dân xã đã tích cực thực hiện xây dựng quy chế, thiết kế mẫu mã, quảng bá. Khi xây dựng thành công và nước mắm truyền thống Phú Diên được chứng nhận sản phẩm OCOP thì sẽ được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến và lựa chọn. Việc cung ứng ra thị trường sẽ bền vững, nâng cao số lượng. Theo đó, thu nhập của các thành viên hợp tác xã và người lao động trên địa bàn cũng được nâng cao, đồng thời góp phần phát triển kinh tế địa phương. Phú Diên là một là xã ven biển, bà con là chủ yếu là làm nghề biển. Nên trong quá trình bà con hoạt động chủ yếu là sản xuất nước mắm là nhỏ lẻ. Tuy nhiên để là có cái sản phẩm mà để là biết đến nước mắm Phú Diên thì ủy ban xã làm việc với các phòng ban liên quan của cấp huyện, cấp tỉnh để xây dựng cái nhãn mát nước mắm Phú Diên. Thứ hai nữa là cái quảng bá được cái hình ảnh của nước mắm Phú Diên để tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm để là bà con nhân dân trong và ngoài tỉnh biết đến. Thứ ba thì tuyên truyền vận động các thành viên trong hợp tác xã cũng như bà con nhân dân trên địa bàn toàn xã nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Phòng kinh tế hạ tầng là cơ quan tham mưu thì chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo huyện triển khai rất nhiều cái dự án để hỗ trợ cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện thông qua các nguồn vốn như khuyến công khoa học công nghệ. Hiện nay thì các cơ sở đã vận dụng những cái đề án dự án của khuyến công và khoa học công nghệ vào sản xuất phục vụ rất tốt cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Thì trong thời gian đến thì phòng kinh tế hạ tầng thì tiếp tục tham mưu khảo sát những cái cơ sở còn lại trên địa bàn huyện để tìm hiểu những cái nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị của các cơ sở này, và cũng qua đó chúng tôi sẽ định hướng cho huyện là để giúp cho các cơ sở này ngày càng phát triển và có nhiều cái sản phẩm mới đáp ứng cái nhu cầu thị trường trên địa bàn. Để thúc đẩy việc xây dựng thương hiệu tập thể, tạo dựng uy tín trên thị trường và đặc biệt là lưu giữ cách làm nước mắm truyền thống của cha ông, xã Phú Diên và cả cấp ngành liên quan huyện Phú Vang nên quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các gia đình mở rộng quy mô sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm và tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất. Ngoài đầu tư xây dựng hạ tầng đường giao thông, hệ thống thu gom nước thải đảm bảo vệ sinh và an toàn trong sản xuất cho khu vực làng nghề, xã sớm có kế hoạch dành đất để xây dựng khu sản xuất tập trung với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ. Bên cạnh đó, xã tích cực phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn kỹ năng xây dựng thương hiệu sản phẩm và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho các hộ sản xuất vào thời điểm bắt đầu mùa vụ, đồng thời khuyến khích các hộ làm nghề thành lập doanh nghiệp liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm để tạo động lực phát triển làng nghề. Thưa quý vị và bà con, nhiệm vụ thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn là yêu cầu hàng đầu trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó, xây dựng các mô hình hợp tác xã số gắn với đưa nông sản lên các kênh tiêu thụ online được đánh giá là bước đi rất quan trọng. Đẩy mạnh giải pháp thương mại điện tử cho nông hộ và hợp tác xã, tiến hành đưa sản phẩm trà rau mạ của hợp tác xã nông nghiệp 2 Quảng Thọ, huyện Quảng Điền lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, sàn kinh tế hợp tác là một đơn cử. Cùng với một số tỉnh trên cả nước, thời gian qua, Thừa Thiên Huế đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đã phê duyệt nhiều nhóm sản phẩm nông sản chủ lực đặc trưng để tập trung sản xuất hàng hóa, tiêu biểu đại diện cho văn hóa, tập quán, thế mạnh của mỗi vùng, mỗi địa phương của tỉnh, có xuất xứ rõ ràng về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao. Đây chính là dư địa lớn cho chuyển đổi số vào lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, tỉnh đã ban hành kế hoạch hỗ trợ đưa hộ nông dân, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp
nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác đăng ký tham gia sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ. Quảng Thọ, huyện Quảng Điền là địa phương có diện tích trồng rau màu lớn nhất trên địa bàn tỉnh với trên 70 hectare, tập trung chủ yếu ở thôn Phước Yên và thôn La Vân Hà. Trong đó có 50 hectare rau má được sản xuất theo đúng quy trình việt gáp với 250 hộ dân tham gia. Để tiêu thụ sản phẩm cho người dân và nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất, Hợp tác xã Nông nghiệp Quảng Thọ 2 đã xây dựng nhà máy thu mua và chế biến các sản phẩm rau má với hệ thống máy móc và quy trình công nghệ hiện đại, nhằm sản xuất các sản phẩm trà rau má có chức năng hỗ trợ sức khỏe cho người tiêu dùng. Được Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận nhãn hiệu tập thể và Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp phép sản xuất. Trong quá trình thực hiện nhằm đưa sản phẩm vào thị trường cũng như là ứng dụng các cái công nghệ, đặc biệt là trong thời gian vừa qua chính phủ quan tâm về công tác là chuyển đổi số, trong đó là áp dụng cho cái kinh tế số tại cái hợp tác xã trà rau má Quảng Thọ 2. Trong thời gian vừa qua thì được sự quan tâm của các cấp các ngành thì cũng đã triển khai các cái diện tích liên quan đến rau má hữu cơ, rồi là rau má được ghép. Bên cạnh đó nhằm đảm bảo và ứng dụng vào cái chương trình chuyển đổi số và đặc biệt ở kinh tế số thì cũng đã phối hợp với là hợp tác xã nông nghiệp số tại Hà Nội cũng đã thực hiện các cái bước quy trình liên quan, và đặc biệt đó là đã đưa các cái lời sản phẩm lên các sàn giao dịch như sàn Lazada, Shopee và các cái sàn trên cổng thông tin điện tử của địa phương nhằm để tuyên truyền quảng bá các sản phẩm và ứng dụng cho cái công tác là kinh tế số ở trên địa bàn xã và hướng đến là công tác chuyển đổi số cùng với tỉnh và huyện hoàn thiện cái chương trình của tỉnh cũng như chính phủ đặt ra. Nhằm quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm rau má và nâng cao hiệu quả kinh tế, đơn vị đã sản xuất các loại sản phẩm trà rau má đựng trong túi lọc và trà rau má sấy khô, bột matcha. Các sản phẩm này đã được bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử của Liên minh Hợp tác xã của tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua hệ thống Shopee và Lazada. Người tiêu dùng có thể mua trực tuyến thông qua hai hệ thống trên và mua trực tiếp tại Hợp tác xã Quảng Thọ 2 và các điểm cung cấp sản phẩm trà rau má, bột matcha rau má trong cả nước. Sau nhiều nỗ lực, sản phẩm trà rau má Quảng Thọ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận là một trong 17 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt 4 sao năm 2020. Bộ sản phẩm bột matcha rau má của Hợp tác xã Nông nghiệp Quảng Thọ 2 cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021. Định hướng sắp tới, Hợp tác xã tiếp tục nghiên cứu sản xuất các loại nước uống rau má đóng chai. Trong cái thời gian vừa qua, thì Hợp tác xã đã dùng các cái tiêu chuẩn như là HACCP vào trong hệ thống sản xuất. Thứ hai là về công nghệ số thì mình áp dụng cái tem truy xuất nguồn gốc. Đó, thì trên đó là có sự ghi nhật ký sản xuất về điện tử. Thứ hai là mình tham gia các cái sàn giao dịch thương mại điện tử để quảng bá và giới thiệu bán sản phẩm trên các cái sàn như là Shopee, Lazada, và hiện tại là hợp tác xã cũng đang tham gia vào cái sàn TikTok Shop. Đó, vừa rồi thì cũng tham dự và mở các cái gian hàng để bán. Thì hiện tại là các cái sản phẩm trà rau má Quảng Thọ thì đang bán ở trên các cái sàn thương mại điện tử là khá nhiều. Từ một loại rau có giá trị thấp, khi chuyển sang sản xuất theo quy trình an toàn, rau má Quảng Thọ trở thành nguồn nguyên liệu cho một thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đặc biệt ở Quảng Điền là trà rau má túi lọc và bột rau má matcha. Các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra quy trình sản xuất rau má việt gáp của xã Quảng Thọ và đánh giá cao chất lượng theo đúng quy định. Trong sản xuất rau má, người dân phun thuốc sinh học tại đồng ruộng đảm bảo theo nguyên tắc bốn đúng, gồm đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng cách. Theo quy trình việt gáp, sau khi bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật phải có khoảng cách thời gian cố định mới được thu hoạch, nên không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Hiện trà rau má đã được bán không chỉ trong tỉnh mà còn được tiêu thụ khắp các địa phương trên toàn quốc, kể cả nước ngoài. Chủ đề nông nghiệp nông thôn tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.